xem ai luôn bên ta quá bao phóng ba. Ai sẽ rời xa lúc ta thất bại. Cuộc sống là thế mà, biết đâu ngày mai. Hận thù ích kỷ sống hận thua, tự hỏi được chi chết mang được gì, rồi tất cả trở về chôn vùi đây một sầu. Chẳng nản chi vì nghĩa khi tìm chân lý cùng nhau bước tiếp. Đường còn đó mình cùng đi. Gọi nhau hay tiếng anh em đâu có dễ, mà sao cuộc đời nó cứ kể tai họa kéo đến ở trước mặt. Còn anh em mình đâm sâu lưng, tao cháy cuộc đời này bởi khổ. Kể ra còn mày cũng không lỡ, anh em tụi mình có sao chơi vậy, quan trọng là chơi cho tới. Anh em ai luôn bên ta qua bao phong ba, ai sẽ rời xa lúc ta thất bại. Cuộc sống là thế mà, bị loại trừ gì đâu. Chẳng nản chi vì nghĩa khi tìm chân lý cùng nhau bước tiếp. Đường còn đó mình cùng đi. Còn được gì đâu, thù ích kỷ sống hơn thua, tự hỏi được chi chết mang được gì. Chẳng nản chi vì nghĩa khi tìm chân lý cùng nhau bước tiếp. Đường còn đó. Mọi người, là nó quay sơ và quay sơ nó quay trở lại với nhân vật là gà lửa. Nhưng mà trong phim của A Chè, đây là một phim có Chè và quay sơ nhận lời mời trong một đêm định mệnh. Lúc đó là khoảng 3 giờ sáng. Sơn đang thức học bài thì anh Tân gọi, anh Tân kêu Sơn cứu anh cái vai này, mày chỉ có mày làm được thôi. Sơn quyết định nhận lời với anh Tân. Và đây mọi người thấy không, mọi người nếu mọi người có coi như một gà lửa trong series Tam Thái Tử, người thấy bộ đồ rất quen thuộc, cái kính và cái nón rất quen thuộc, giữ rất co hơn một năm rồi, chuyển mấy căn nhà rồi nhưng mà vẫn giữ những bộ đồ này, và vô tình nó lại làm cái gì đó rất là vui để gặp mặt mọi người. Hôm nay khi mà Quang Sơn tới, Quang Sơn gặp mọi người kêu vẫn là cái áo huyền thoại và đồ huyền thoại của gà lửa. Mọi người hãy đứng xem phim qua chè trong những thời gian sắp tới nha. Rồi mang giày vô hết ba người. Hồng Trăng ơi. Có giày cũng khen ơi. Tao sợ chắc.
Đừng còn đó, mình cùng đi.